tuần qua, khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị chó cắn với nhiều vết thương phức tạp. Đơn cử như trường hợp bệnh nhân TQP, nam, 55 tuổi, trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc, với hai vết thương mặt ngoài 1/3 dưới cẳng chân trái, kích thước dài khoảng 3 cm, bờ mép bầm dập, tổn thương gân cơ do chó cắn. Đặc biệt hơn nữa, đó là trường hợp của bệnh nhân HCG, nam, 73 tuổi, trú tại Lập Thạnh, tỉnh Vĩnh Phúc, với 8 vết thương, 1/2 dưới đùi phải, vết thương dài nhất khoảng 3 cm, bờ mép bầm dập, tổn thương gân cơ, chảy nhiều máu qua vết thương. Bệnh nhân đã được các bác sĩ xử trí cấp cứu, rửa vết thương, cắt lọc những tổ chức dập nát, hoại tử, đồng thời lấy dị vật bên trong vết thương, bơm rửa sạch lại trường mổ và tiến hành khâu nối gân cơ tứ đầu đùi, đồng thời cầm máu bằng dao diện. Sau mổ, bệnh nhân được tiếp tục điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình. Tình hình sức khỏe đã tiến triển tốt, tinh thần trạng thái đã ổn định. Thống kê từ các trường hợp nhiễm bệnh dại trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm đáng sợ nhất lịch sử nhân loại. Khi khởi phát bệnh, tỷ lệ sống sót ở cả động vật và con người gần như bằng không. Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính gây ra bởi virus, thường gặp ở động vật máu nóng, nhiễm virus dại như chó, mèo, chồn, cầy và những động vật có vú khác. Từ đó lây truyền qua người lành thông qua vết cắn, cào, liếm vết thương. Virus sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ bắt đầu nhân lên tại chỗ và di chuyển theo sợi trục. Lúc này, tức axon sẽ đảm nhiệm chức năng truyền tín hiệu đến nhân tế bào tới tế bào thần kinh khác hoặc tới tế bào cơ. Tốc độ 12-24 mm/s đến hệ thống thần kinh chuồng não và tủy sống, làm tổn thương não bộ và rối loạn chức năng của các tế bào thần kinh, khiến người bệnh tử vong nhanh chóng. Thông thường, sau khi nhiễm virus dại từ chó, mèo, vật nuôi, người bệnh vẫn khỏe mạnh và chưa có bất kỳ triệu chứng nào. Virus thường ủ bệnh trong cơ thể khoảng 1-3 tháng. Ở giai đoạn tiên triệu chứng, từ 1-4 ngày, người bệnh có thể sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi, uể oải, có cảm giác sợ hãi. Tại vị trí bị cắn sẽ bị tê và đau do virus tác động, gây viêm hạch ở tủy sống, miễn dịch tế bào. Triệu chứng rõ rệt của bệnh sẽ xuất hiện khi virus di chuyển đến hệ thống thần kinh trung ương và phá hủy hoàn toàn các tế bào thần kinh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Ngọc Hưng, phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình chia sẻ, một vài trường hợp vì không biết hoặc chủ quan trong quá trình điều trị vết thương do chó mèo cắn đã dẫn tới nhiễm bệnh dại. Trong khi đó, bệnh dại khi đã lên cơn, tỷ lệ tử vong gần như là 100%. Thời kỳ ủ bệnh sẽ phụ thuộc vào tình trạng nặng hay nhẹ của vết thương, vị trí vết thương, lượng virus dại được di truyền sang người. Cho tới nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy, ngay sau khi tai nạn xảy ra, cần phải sơ cứu vết thương đúng cách, tiêm vaccine phòng ngừa dại, truyền huyết thanh kháng dại càng sớm càng hiệu quả. Đây là biện pháp hữu hiệu duy nhất để phòng bệnh dại cho người bị chó cắn. Chó cắn không chỉ gây nên những tổn thương về thể chất và tinh thần, mà còn có nguy cơ mắc bệnh dại hoặc uốn ván. Do đó, mỗi người dân cần phải chủ động tiêm phòng bệnh dại, uốn ván để tránh các bệnh nguy hiểm. Nếu không may bị chó mèo tấn công, đặc biệt nếu nuôi chó cần phải tiến hành xích, nhốt hoặc đeo dọa mõm. Bên cạnh đó, tránh để con vật chạy rông và ngoài ra phải tiêm phòng dại cho động vật nuôi theo quy định. Quan trọng hơn là tất cả chúng ta phải tìm hiểu và nắm được cách sơ cứu khi bị chó cắn, từ đó kịp thời đến bệnh viện để tránh hậu quả đáng tiếc. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã có 16/63 tỉnh thành ghi nhận các bệnh dại trên người. Trong đó, số ca tử vong do bệnh dại gia tăng đột biến, đặc biệt cao nhất đó là các khu vực miền Trung, với 10 ca ở khu vực Tây Nguyên ở miền Nam, trong đó Đắk Lắk 4 ca, Long An 3 ca. 100% số ca tử vong do dại, không đi tiêm vaccine phòng dại, tiêm muộn hoặc tiêm không đúng chỉ định. Có rất nhiều người dân quan niệm rằng chó nhà cắn tại thời điểm chó đang bình thường nên không đi tiêm vaccine phòng dại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh dại là một bệnh virus gây ra, hầu như luôn tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Chia sẻ rõ hơn về bệnh dại, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Trọng Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết. Dại thì nó là do một cái con virus nó gây ra. Thì con virus đó nó có tên khoa học là Lisa virus. Thì đặc điểm của con virus này á, là nó sống ở trong những cái con động vật có máu nóng, chẳng hạn như là chó, mèo hoặc là có thể là dơi, chuột thì nó cũng có. Khi mà nó sống ở trong cái những cái con vật đó đó thì nó sẽ làm cho con vật nó có những cái biểu hiện bất thường như là sợ ánh sáng, sợ tiếng động, rồi tăng tiết đàm nhớt, rồi kích thích, dễ tấn công người khác. Nên khi mà cái con vật nó bị bệnh dại á, nếu mà mình á, vô tình mình tiếp xúc với nó đó thì có khả năng là nó sẽ tấn công mình. Đặc biệt là những cái con vật mà gần gũi trong đời sống hàng ngày như là chó với mèo nè, thì khi mà nó cắn hoặc là cào cấu thì nó sẽ tạo vết thương. Thì khi vết thương có vết thương thở thì những con virus ở trong người những cái con động vật đó
thì nó sẽ lây lan qua sang mình, và từ những vết thương đó nó sẽ tấn công, nó đi theo những cái dây thần kinh ngoại biên và tấn công vào cái hệ thần kinh trung ương, và cuối cùng là nó sẽ đi về não. Khi mà mình lỡ mà mình bị những cái con vật á, chẳng hạn như chó mèo nó cắn hoặc là nó cào xước mình mà mình có vết thương á, thì mình phải lập tức á, là mình phải nhốt cái con vật đó lại, mình theo dõi và mình phải đi rửa cái vết thương đó, phải rửa với vòi nước sạch khoảng 15 phút. Nếu mà có xà phòng thì mình rửa bằng xà phòng hoặc là rửa bằng các dung dịch sát khuẩn như là Vivodin hay là cồn 70 độ hoặc là oxy già, mình rửa sạch vết thương. Rồi sau đó mình sẽ băng bó lại. Nếu mà vết thương chảy xước nhẹ đó thì mình không có cần phải tới cơ sở y tế liền. Nếu mà lúc đó là nửa đêm chẳng hạn thì mình có thể để tới sáng hôm sau mình đi. Còn nếu mà mình có vết thương mà nó rách sâu, vết thương nó rộng, chảy máu nhiều thì mình phải lập tức đi đến các cơ sở y tế gần nhất để cho các y bác sĩ người ta xử trí cái vết thương cho mình. Sau khi xử trí vết thương xong thì có thể là mình sẽ phải chích ngừa uốn ván và chích ngừa dại. Có nguy cơ bị mắc bệnh dại chẳng hạn như là bị chó mèo cắn hay là có bị vết thương hở thì tốt nhất là mình phải đi chích ngừa vaccine dại. Thì khi mà mình chích ngừa thì trong cơ thể mình nó sẽ tạo kháng thể, khi mà nó tạo kháng thể đủ nhiều thì nó có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại cái con virus bệnh dại. Thì thật sự á, những cái phương pháp dân gian gần như là không có tác dụng đối với con virus dại, bởi vì khi mà nó đã xâm nhập vô người rồi đó thì nếu mà mình rửa sạch sẽ, vệ sinh kỹ càng á, mình sát khuẩn vết thương thì có thể là nó sẽ giảm được cái lượng virus, nhưng mà không thể nào mình chắc chắn là 100% là cái vết thương nó không còn cái con virus dại. Thì nó vẫn có thể là còn một số con virus dại nó sẽ xâm nhập vào vết thương và nó tấn công vào cái dây thần kinh của mình, và nó sẽ từ cái vết thương nó đi theo dây thần kinh, nó sẽ về não, nó làm tổn thương não. Theo các bác sĩ, bệnh dại lây từ nước bọt của động vật bị dại thông qua vết cắn và liếm. Ổ chứa virus trong dại thiên nhiên thông thường là động vật có máu nóng, đặc biệt là chó. Ngoài ra, virus dại cũng được phát hiện ở mèo, chồn, rơi và các động vật có vú khác. Ngay khi vào cơ thể, virus dại xâm nhập vào các dây thần kinh ngoại biên, chạy dọc theo các dây thần kinh tủy sống đến não bộ. Mỗi ngày, virus dại di chuyển được đoạn đường từ 12 đến 24 mm. Ngay khi virus đến não bộ, người bệnh mới thực sự có những dấu hiệu lâm sàng rõ rệt. Thời gian ủ bệnh dại có thể dưới 1 tuần hoặc trên 1 năm, phụ thuộc vào lượng virus xâm nhập vào cơ thể. Sự nhẹ của vết thương, khoảng cách từ vết thương đến hệ thần kinh trung ương. Vết thương càng ở gần hệ thần kinh trung ương như mặt, cổ, đầu, ngón tay, cơ quan sinh dục ngoài thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. Vậy, khi bị chó cắn dù là chó lành hay chó dại cũng cần phải xử trí theo các bước sau đây. Bước 1. Vệ sinh vết thương. Cần tách rời quần áo khỏi vết cắn. Trong trường hợp vết cắn ở chân thì nên dùng kéo cắt bỏ phần vải tại vị trí cắn. Điều này sẽ giúp hạn chế nước bọt của động vật bám nhiều hơn vào vết thương. Rửa vết thương dưới vòi nước sạch và chảy mạnh trong vòng 15 phút, nước ấm càng tốt. Sau đó rửa vết thương với cồn 70 độ, cồn iốt. Tuyệt đối không nên lọc máu. Không nên chà sát vết thương, tránh làm vết thương trở nên trầm trọng hơn. Bước 2. Băng bó vết thương. Sau khi băng vết thương, người bệnh nên dùng các y tế phải sạch để băng bó vết thương, cầm máu, đồng thời tránh trường hợp vi khuẩn xâm nhập. Tuy nhiên, không nên băng bó quá chặt khiến máu khó lưu thông. Bước 3 là một bước rất quan trọng, cần phải tiêm phòng vaccine phòng dại. Người bệnh ngay sau khi bị chó cắn, sau khi xử lý những bước trên đây, cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm vaccine phòng dại ngay sau khi bị chó cắn. Lịch tiêm theo lộ trình và loại vaccine phòng dại sẽ được bác sĩ tư vấn phù hợp. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng đặc biệt lưu ý, để đảm bảo những phương pháp khi bị chó cắn, người dân không nên làm những điều sau đây. Không đắp bất kỳ loại lá nào lên vết thương. Không chữa bệnh dại bằng thuốc đông, thuốc nam hoặc thuốc lá. Không kiêng cữ tắm rửa vệ sinh cơ thể mỗi ngày. Trong điều kiện môi trường thuận lợi, virus gây bệnh dại có thể ngủ đông từ 3 đến 4 năm. Do đó, chúng ta cần phải chủ động ngăn ngừa chúng trước những việc làm sau đây. Chủ động tuyên truyền giáo dục sức khỏe, báo cáo cơ quan thú y nơi có động vật bị bệnh dại, thực hiện đăng ký cấp giấy phép cho chủ nuôi chó mèo, tiêm vaccine dại có hiệu lực cho đàn chó mèo đạt trên 85% trong quần thể súc vật nuôi. Những người có nguy cơ bị nhiễm virus dại như nhân viên thú y, kiểm lâm, cần được gây miễn dịch bằng vaccine tế bào dại có hiệu lực bảo vệ cao, tiêm nhắc lại theo chỉ định của y tế. Tránh cho trẻ nhỏ chơi với động vật, nhất là chó mèo đi lạc. Sẽ cho trẻ tránh xác những động vật hoang dã như mèo, rơi, gấu trúc, chuồn hôi, khỉ, cáo. Nhà có vật nuôi như chó mèo cũng cần phải chủ động tiêm chủng cho chúng. Không cho chúng chạy rong ở bên ngoài vì rất dễ lây lan mầm bệnh.